Hello, chào quý khán giả nha. Hôm nay em trở lại với quý vị. Ngày hôm nay là ngày thứ hai. Có nhiều khán giả hỏi em sao Hiền Hòa không live trực tiếp, thì mỗi người có một cách làm khác nhau. Bên em thì em sẽ quay trước, sau đó em up lên, cho nên là quý vị sẽ không qua được trực tiếp, bởi vì em không có giờ quay nhất định quý vị. Ví dụ như hôm nay em rảnh cái em live, rồi ngày mai em bận, em vừa bán vừa làm rất là busy luôn quý vị. Bây giờ em nói quý vị nghe là thứ tư này là em sẽ trở lại đài truyền hình 57.7 vào lúc 6 giờ đến 8 giờ giờ Cali nha quý vị. Hôm nay em cho quý vị xem em có những mặt hàng đẹp, đẹp ơi là đẹp luôn. Bây giờ em cho quý vị coi trước là vàng nha quý vị. Em có bán dây chuyền, em không bán dây chuyền vàng y. Tại vì sao? Bởi vàng y nó rất là mềm. Nếu mà để mua mà một sợi dây đeo mà được, không có rớt cái mặt thì phải là 5 lượng, 2 lượng, 3 lượng. Mà với số tiền đó thì người ta không có thích, mà đeo dày quá nhìn giống miên. Người nói vậy, cho nên em sẽ bán là vàng 10 8, mà vàng của em là 7,5 triệu nha quý vị. 7,5 triệu mà. Bên em thì bây giờ em không có bán mấy cái dây nhỏ quý vị. Bên em là em sẽ bán những cái dây mà bự, dây như thế này thôi. Bây giờ em cho quý vị coi trước. Đây là khoen. Đây là cho quý vị quay trước nha. Hôm nay em đeo cái đôi bông tay đẹp không quý vị? Đó, đôi bông tay này là bằng platinum nha quý vị. Bằng platinum kim cương đi color, rất là đẹp. Và giá em sẽ mang đến cho quý vị đôi bông tay này là 14.200. 14.200 đó quý vị. 14.200. và sợi dây cổ này á thì quý vị, 14.200. bây giờ em cứ tính nha quý vị. Em tính mà mỗi viên 50 đồng thôi. Em tính mỗi viên 50 đồng thôi thì nó đã lên 8. Có những viên 3 ly rưỡi có những viên 2 ly rưỡi có. Đổ đồng vô. Những viên mà 3 ly rưỡi đẹp như vậy thì em phải bán là 200 một viên. Mà trong khi đó em đổ đồng là 50 đồng thôi rồi. Chưa kể mà hai bên là 2 carat kim cương baguette nữa. Em baguette mà loại bự nữa, bằng platinum nữa nha quý vị. Rồi, thì đôi bông tai này với giá 14.200. Rồi đây là một sợi dây cổ. Trên này là 4 ly 3 ly 8, có mà nước đi mà bằng biết vàng 18 hay platinum gì đâu, tại vì em chưa cả. Mà giá là cũng phải là 35.000 cái sợi dây này nha quý vị ha. Rồi bây giờ trước tiên em sẽ cho quý vị coi nè những cái sợi dây chuyền đó, quý vị thấy không? Diamond Cut rất là ống ánh, rất là ống ánh luôn, mà dây bự luôn nè. Đó quý vị. Rồi rồi những cái dây này, những Diamond Cut này nè. Đó, những cái dây hột gạo này đẹp chưa quý vị ha. Vàng 18, 7,5 tuổi. Bên em vàng là rất là đúng tuổi nha quý vị, 7,5 tuổi luôn. Mà em cũng nói với quý vị là ví dụ như vàng này thì em sẽ bán theo mỗi ngày. Nhiều khi cái này là Fenco nha quý vị. Dài từ 18 đến 24, 25, cỡ nào em cũng bán. Chứ nếu mà quý vị thích lấy cái dây mập hơn thì em lấy dây dài em cắt ngắn cho quý vị ha. Đó là Fenco nha quý vị. Như đây, có nhiều đây thôi, hơn 200 đó quý vị. Dây bên này cũng đẹp nè. Đó là những cái dây. Dây này nên này quý vị. Dây thần. Rồi dây này nữa. Đây là những dây nhỏ. Dây nhỏ nhất của em cũng từ 5 gram, 7 gram. Đó quý vị. Còn dây này là dây trắng mà dài nha quý vị, dài lắm, fan cò không á quý vị. Nếu em coi thì em có khoen lật không ha. À đây khoen lật đây nè quý vị. Cái dây này là dây khoen lật nè. Đó, khoen lật ha. Khoen lật mà gọi khoen lật nặng á, loại mà mắc tiền á. Đó. Rồi. Còn cái dây này là dây học biểu y học bắp. Chiếu lắm, đeo đẹp lắm, mấy cái này đeo mặt đẹp lắm. Rồi dây nhỏ nữa, màu trắng nhỏ nữa. Nói chung là bên em rất bán nhiều mẫu mã về dây chuyền nha quý vị. Giá cả thì bao giờ em cũng rẻ hơn người ta 1 đồng nữa. Vàng y rồi và em cũng bán rẻ hơn người ta 1 đồng. Đó quý vị. Ở đây em có 2 sợi dây thừng này nè quý vị. Đẹp không? Dây thừng này thì dây 14 thôi. Tại vì có những người đàn con trai á, cho nó đeo dây 14 vừa rã mà nó lại vừa cứng. Nó ít có bị gãy, ít có bị rớt. Những đứa con trai á, mới lớn như con em, mấy đứa con trai em cho đeo dây 14 mà. Tại vì nó có giật tới giật lui á, rồi dễ hư lắm. Đây là những cái hộp 4K không á quý vị. Đó, mà những cái vỏ này, như cái vỏ này không á, gần mấy chục carat kim cương vàng 18 của Hồng Kông. Cái vỏ này em bán không là 10.000 đồng á quý vị. Đó, những cái vỏ không á. Rồi. Rồi nha quý vị, cho quý vị xem cái bộ này. Đây là cái bông, đây là chiếc nhẫn. Và nguyên một bộ này rất là đẹp luôn. Vàng 14 và những hộp màu em bán rẻ luôn. Cho quý vị 420 món mà 435 đồng. Em tính em bán rẻ 435 đồng cho 2 món, mà món có 200 mấy à. Không, cái này rẻ đó nha. Đồ mấy cái đồ rẻ này em bán 400 mấy hộp màu, 435 đồng. Còn đây thì là một chiếc nhẫn, quý vị nhìn thấy đẹp không? Em cho xuống giúp em. Tuần trước em bán cái bông hồng rất là đẹp luôn cho một người khách. Bây giờ đây là một cái bông hồng ha quý vị. Nứt y color. Đẹp chưa? Một chiếc nhẫn bông hồng. Có hộp đỏ bên này là có hộp gì quý vị biết không? Có hộp dưới lòng biển, san hô dưới lòng biển đó. Đá thiên nhiên, cái viên này rất là đẹp luôn. Và giá là cái chiếc nhẫn này là 4.750 đồng quý vị. 4.750 đồng cho một cái bông hồng kim cương. Rất là đẹp. Kiểu dáng rất là đẹp không quý vị? Cái này đẹp lắm á. Cái này hôm trước có một cô mua của em một cái bông hồng rồi. Bông hồng 11.200 á. Giờ mua cái này hết sảy luôn. Quý vị, đây là một cái dây cổ rất là đẹp. Cái này là mỗi cái là 1.500 nha quý vị, 1.500. 1.500, cái bông hồng rất là đẹp luôn. Và đây là một cái dây cổ. Vàng 18 nha quý vị. Cái hộp ở giữa này là 6 ly. Cái hộp trên này là cũng phải 5 ly 7, 5 ly 8 á. Rồi ở đây 12 hộp kim cương 3 ly rưỡi và 10 hộp kim cương 2 ly rưỡi. Và cái sợi dây này bằng những cái hộp màu 18 rất là đẹp. Và em sẽ bán cho quý vị giá mềm thôi. Nội cái tiền dây này không là hơn cả ngàn rồi đó quý vị. 2.000 là một dây cả ngàn nữa. Làm hai bên dây cổ với cái này là giá em sẽ mang đến cho quý vị giá mềm nhất là 5.900. Rất là đẹp luôn. Cái hộp ở giữa 6 ly rồi quý vị. Rồi một cái hộp 5 ly 7, 5 ly 8. Hai cái hộp đó là đã 3.000 hơn rồi. Rồi. Quý vị, ở đây em có cái bộ ngọc này ni tây 57 mà đá trong dễ sợ chưa? Mà đá này là em có giấy giám định là đá đàng hoàng nha quý vị, natural đàng hoàng nha. Natural đàng hoàng. Cái bộ này nè. Nếu mà quý vị mua em bán cái nồi em làm vàng không cả ngàn đồng rồi đó quý vị. Chưa kể công mài á, mà cái này thôi bây giờ ai mua em đang sale cái bộ này rẻ cho quý vị là mua nha. Ni tây 57 giá là 2.100. Rồi cái bộ này em sale rẻ nè. Em làm vàng hết cả ngàn đồng rồi đó quý vị. Rồi. Đó, cái bộ này con chim phượng hoàng. Rồi, ni tây 54. Ni tây 54 con chim phượng hoàng này. Em cũng bán rẻ là cho quý vị nào mua ở phía sau quý vị nhìn thấy đẹp chưa? Đó. Em sale rẻ cho 2.200 em 2.000. Cái bộ nãy bộ phượng hoàng là 2.200. Quý vị nhớ giùm em tiền công tiền vàng là đã 1.000 rồi đó. 2.200. Và đây cũng là cái bộ này rất là đẹp luôn. Rồi. Đây cái miếng ngọc đẹp quá ha. Con chim phượng hoàng với hoa mẫu đơn hồng. Rồi. Rồi cái bộ này nếu mà quý vị mua em sẽ mang đến cho quý vị với giá 2.200. Rồi đó em sale 3 bộ này, em còn 3 bộ này sale nha quý vị. Ni tây bao nhiêu ta? Một bộ là 57, một bộ là 54 và một bộ cũng là 54. 54 53 gì đó. Rồi. Quý vị nhìn thấy những cái vòng này đẹp không quý vị? Nè. Vòng này chích màu nha quý vị. Em bán 80 đồng. Đó. Mà chích màu nhưng mà có những cái nè. Như cái này cũng chích màu nha quý vị. Bản thân em nhìn em biết chích màu. Nhưng mà khách hàng thì không biết. Cho nên khách hàng đừng có mua lầm. Những chiếc dòng như thế này. Tiệm Hiền Hòa em bán có 80. Quý vị đừng có đến những cái tiệm khác mà mua 190, 170. Em nói thiệt có lầm uổng lắm quý vị. Vì những cái vòng này đeo một thời gian là nó sẽ khờn, nó không có lên nước. Vì đó là bản thân nó là vòng chích màu. Nè quý vị không? Chích màu mà quý vị nhìn không biết đâu quý vị. Nè. nè, quý vị thấy không, cũng trắng cũng tím, đàng hoàng cũng tím cũng trắng, nhưng mà nó là chích màu mà bởi vậy để quý vị nào không biết, khi mình mua cái vòng mình nên mua có cái tờ giấy certificate có thì nó dễ hơn, nó dễ cho mình hơn. Còn mua những cái vòng này là dòng chít màu rồi nó kết vô cái bảng đỏ, nó đem lên nó nói là dòng nó bán 170 rồi 190 đó, nó uổng tiền lắm. Hiền Hòa em bán có 80, nếu quý vị mua nhiều còn có thể on sale chút xíu. Như cái vòng đỏ này đẹp không quý vị, như tiệm em bán là 80 này quý vị, 80 nha. Ở những chỗ khác nó bán 170, xong xuôi rồi cái khách mua xong khách xuống em, cái khách thấy em bán 80, cái khách lên chửi nó, cái nó chửi em ngộ ghê vậy đó. Mà ngày xưa em bán có 60 thôi, em lên 70, bây giờ em lên 80 rồi mà em còn bị chửi, chắc vài bữa em lên 90 quá. Trời ơi, em đã lên giá rồi nhưng mà mình cũng vừa thôi, đâu có ăn mà ăn dữ vậy, bán 80 là cũng có lời rồi, làm gì mà bán tới 170, 200 lận, gạt người ta làm chi, đúng không quý vị? Gạt người ta chửi nó, cái nó chửi em, ngộ ghê. Cái clip này nó chửi em chưa coi xong cái nó quất thêm cái clip khác, khách nhắn tin là chị ơi nó chửi chị nữa nè. Thằng ông con trai gì đâu mà cái miệng như la đó, ống cống vậy, lúc nào cũng nói là mình hay, mình giỏi, mình giàu, lúc nào cũng nổ banh nhà lầu. Xong rồi cái tự nhiên cái dòng người ta bán 80 đi, bán cho cố đi, xong rồi cái khách chửi nó, cái nó chửi em. Mà nó lên đài cái nó bịa ra một câu chuyện, giống như phim Hàn Quốc có cái bà nào bán cái dòng 4.000 rồi nắm tay bả rồi đó, nó bịa giống như phim Hàn Quốc á quý vị, không có đâu quý vị. Nó xạo không à, dựng chuyện lên, nó muốn chửi em cái nó dựng chuyện lên. Thì em bán 80, bán nó quất luôn tới 170, xong khách chửi nó, cái nó chửi mình 80 nha quý vị. Rồi sao quý vị coi giấy đấy, quý vị em có cái nè, quý vị thấy không, nè đôi bông tai bằng hộp ngọc cẩm tập màu xanh mà quý vị nhìn thấy là giấy nè, AJ nè, quý vị đọc giùm em đi, AJ nha. Đó, bán xong cho khách rồi khách giục giấy lại không lấy giấy, rồi lấy đồ không lấy giấy, đỡ trả mấy trăm đồng tiền giấy nè. Cái này là hổ phách nha, cái này là của Moscow nha quý vị. Cái dây này có giấy, mỗi dây là có giấy hổ phách đó. Rồi em bán cho quý vị sợi dây này với giá 400 là màu nắp đỏ đó. Rồi có còn hai cái có giấy nè, quý vị mua em bán 400. Rồi hổ phách của Nga Xô, mấy cái tượng nữa, mấy cái dòng giấy GAA rồi đầy nè. Khách mua xong mà khách cái lấy dòng xong mà bỏ giấy. Đây này quý vị thấy không, em có cái vòng này nè, đẹp không quý vị, màu xanh đẹp không, giấy nè quý vị, AJ nha quý vị. Rồi cái vòng này em bán 2.000, AJ mà cái vòng đẹp lắm, chưa tìm ra. Rồi có cái mặt con chim đẹp lắm, em lấy em chị cái con chim ở chỗ đó các em nè, có giấy GAA nè, có nè, AJ luôn nè, nanh luôn nè ha, GAA nè quý vị ha, con chim ở chỗ cái đó. Không kế bên nữa, kế bên đó, đằng trước này em nhìn lên có con chim đỏ đỏ đó, treo lên sợi dây á, tầng 1, tầng 2, tầng 3, đúng rồi, tầng thứ 3 đó, 1, 2, 3 đó đúng rồi. Rồi nè, có giấy GAA nữa nha quý vị, của em lại nè. Bây giờ em bỏ giấy em bán rẻ cho quý vị luôn nè. Nè bằng vàng đó, nguyên con chim khổng tước đó quý vị, biểu hiện người đàn bà sang chảnh luôn á. Đây này, huyết đỏ này đẹp không, có giấy GAA. Rồi em bỏ giấy luôn em bán cho quý vị 2.000 rồi nha quý vị, 2.000 đẹp lắm. Chim khổng tước đẹp không, miếng ngọc đẹp không đó, giấy GAA. Em làm, em đã có giấy kia B&G rồi, em làm qua giấy GAA nữa, người ta lấy B&G cái người ta giục tờ giấy lại, cho nên giấy nơi em còn cả đống luôn đó quý vị, còn cả một sắp giấy luôn. Chẳng lẽ người ta không có được, có nhiều người thôi em cho luôn giấy, nhưng mà có nhiều người em không lấy thôi, để lại cho em, mà để lại thì em cũng chẳng biết làm gì luôn. Như cái vòng GAA này giấy GAA, cái dòng đẹp không, đi tay chắc 57. Rồi cái dòng này em bán cho quý vị nào mua nè. Dòng này em bán cho quý vị nào mua 1.500, rồi em cho luôn, bỏ luôn vào giấy. Giấy cỡ nào em cũng có hết đó nha quý vị, mà cái này khách mua xong mà khách giục giấy lại, rồi khách giục giấy lại, khách không có lấy giấy, tại mình đưa 2 tờ giấy ra. Như cái này cũng đẹp nè, ni tay chắc 49, có huyết đỏ nữa nè. Rồi cái này ai mua bán rẻ luôn, cái này ni tay 49 nè. Nè giấy GAA luôn nè. Rồi cái này ai mua em bán rẻ luôn 1.500 luôn. AJ nha quý vị, có giấy thì nó đề chữ Na tròn, có giấy thì nó đề chữ AJ đó. Những cái vòng chạm mà hồi nãy em đưa bán đều có giấy giám định AJ hết nha quý vị đó. Miếng ngọc đẹp dễ xài luôn. Rồi 1.500 miếng nha quý vị. Rồi đây một cái. Rồi đây là một chiếc nhẫn hộp từ 3 ly đến 3,5 ly, một hàng thì 2,8 ly, 3 ly 3,5 ly. Chiếc nhẫn chùm rất là đẹp luôn. Rồi em giờ thì để yên vậy ha, để yên vậy ha. Rồi để cho nó rõ, để chỗ nào đó cho nó nhỏ rõ hơn chút nữa đâu. Rồi chiếc nhẫn chùm này 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, gần 20 viên, 20 mấy viên luôn. Từ hai hàng dưới là 2,8 ly, 2,9 ly, hàng trên là 3 ly đến 3,5 ly. Rồi cái những chùm này nếu mà quý vị lấy thì em sẽ để cho quý vị giá rẻ luôn là 850, 850 nha. Nói chung là chiếc nhẫn này đẹp quá không quý vị. Phải để đúng chỗ này nha quý vị, mình sẽ xê xích cái là nó không có. Cái này 3 dây nha quý vị, 3 dây 3 màu. Thôi để bán mấy cái này trước, một chút nữa bán dây chuỗi ngọc trai. Bây giờ phải giữ nguyên cái vị trí này thì nó mới rõ. Nãy có cái dây tay để đâu anh ta? Có cái dây cổ này với dây tay nè. Quý vị có thấy cái rắc ruby đẹp không quý vị? Đó cái rắc sapphire, emerald đẹp không? Rắc emerald đẹp quá ha quý vị. Em sẽ mang đến cho quý vị với giá là 6.000 quý vị, rất là rẻ luôn. Tiền vàng là mấy chục gram luôn. Mấy chục gram vàng luôn. Đó. Những cái lắc này thì đẹp quá. Chưa bán tiệm có những cái lắc đẹp quá không? Nha. Cái lắc đẹp quá. Cái lắc ruby này, sapphire này đẹp lắm. Quý vị ơi, miếng cẩm thạch đẹp chưa? Nguyên một cái cành lá, cái này em sẽ mang đến cho quý vị với giá là 4.000 đô la quý vị. 4.000 là quá rẻ luôn, nổi cái cài bọc bằng vàng này, cái kẹp này không là cũng đã là 3.000 là nó ít nhất đúng không? 4.000 đô la một miếng ngọc xanh lý, mà cái vòng này chắc còn giờ chắc bán 5-7.000 quá. Đẹp không? Và cái này là một cái bông cúc. Miếng ngọc này em sẽ mang đến cho quý vị với giá là 2.900. Đây là những cái hiện ngoài em cái nói giữ lại không á. Rồi đọc đánh giá dùm chị em. Cái sợi dây này là 3.500 đô nha quý vị. Ruby đẹp lắm. 3.500 đô. Rồi. Cái bình hồ lô với sợi dây này em sẽ mang đến cho quý vị luôn cả sợi dây chuyền vàng 18. Cái bình hồ lô kim cương em sẽ mang đến cho quý vị với giá là 4.290 đồng. 4.290 đồng. Này bán rẻ cho quý vị nè, 100 mấy chục gram. 100 mấy chục gram ta. Em tính luôn kim cương luôn. Em bán rẻ cho quý vị luôn. Vàng 18 mà 100 bao nhiêu gram em không có biết. Mà vàng 18 bây giờ em cái tính cho quý vị là 90 đồng 1 gram luôn cả kim cương. Thay vì em tính 70 rồi em tính kim cương nữa, bây giờ em tính đổ đồng luôn, 90 1 gram luôn cả kim cương, rất là rẻ luôn quý vị. Cái này là mấy anh trai đeo hết sảy luôn. 90 đồng 1 gram luôn cả kim cương. Kết một cái lắc với một cái dây cổ nha quý vị, cứ có gam thì có tiền. Quý vị biết không, em mới đặt cái vỏ này quý vị, em có cái hộp 19 carat mới đặt cái vỏ, chưa bỏ hộp vô nữa, bỏ hộp vô là ba cái hộp 19 carat á quý vị. Thật sự cái hộp này em không có bán, nhưng mà em mua có 250 thôi. 19 carat mà 250.000 thôi đó quý vị. Nếu như mà để em làm xong rồi em cho quý vị xem. Dạ em đeo lên tay xong em nổ 1 triệu đô. Vô giá ha quý vị. Những cái hộp mà 19 20k em nổ 1 triệu đô cũng được ha quý vị. Nhưng mà thôi nổ làm chi. Cái miệng của mình đó quý vị. Mình ai làm người ai cũng có cái miệng, muốn nói sao nói. Nhưng mà nói còn để cho người ta nghe, chứ nói mà người ta nghe xong người ta nói nổ quá, nổ ơi là nổ. Rồi đây đôi bông tai em cho chị coi, cho quý vị coi đôi bông tai nha. Bông tai. Rồi chị đưa lên mặt luôn em. Đó. Bây giờ quý vị ơi, cái đôi bông này em có thể là em lấy ra. Đây nè. Nếu em đeo á, thì em vẫn đeo được nha. Nhưng nếu bây giờ mà em lấy nó ra làm hai cái vậy nè quý vị, em lấy nó ra em đeo một đôi nhỏ thôi, còn một cái em làm mặt dây chuyền, rồi một cái em làm chiếc nhẫn cũng đẹp lắm á. Rồi em quay sát nguyên cái mặt để chị đeo nguyên cái dây. Đó, xa đó, đẹp chưa? Rồi bây giờ nếu mình lấy ra quý vị, mình lấy ra thì công nhận ông trời ông cho có cái trái tay nhỏ xíu. Các bạn em nó nói hoài, nó nói mày có cái trái tay xấu quá, mà trong khi đó kim cương mày quá chừng, tao có trái tay đẹp thì tao lại không có đồ đeo. Rồi nó nói mày có cái bàn tay xấu quá mà kim cương mày nhiều quá trời, tao có cái bàn tay đẹp mà tao lại không có đồ đeo. Quý vị à, cái này thì mình làm cái mặt dây chuyền, và đôi bông tai này em sẽ mang, đôi bông tai này em sẽ mang đến cho quý vị với giá là 11.000, 11.000 nha quý vị, 11. Nếu mình thích đeo một bộ cũng được, còn không là mình thích là kim cương rất là nhiều mà đi color không nha quý vị. Nếu không á, mình làm cái nhẫn nè, mình làm một cái mặt này, mình tháo hai cái cục ra mình làm bông tai nè, đúng không? Rồi. Cái lắc này rất là đẹp và em sẽ mang đến cho quý vị. Trên này kim cương rất là nhiều, và cái lắc này em sẽ mang đến cho quý vị với giá là 3.800 nha quý vị, 3.800 đô. Tiền vàng cả 2.000 hơn rồi đó, 3.800 đô. Cái lắc từng cái chùm bông cúc nha quý vị. Rồi cho quý vị xem nhiều đồ đẹp lắm, mà thứ Tư này em lên em cũng sẽ có nhiều đồ đẹp lắm đó quý vị. Có sợi dây này đó, có sợi dây này cũng đẹp lắm nè quý vị, vàng 18 nha. Vàng 18 đẹp không? Một hai cái chùm nho, một bên học sapphire thật, một bên ruby thật, ở giữa là kim cương. Vàng 18 rất là nhiều vàng luôn. Và sợi dây này em sẽ mang đến cho quý vị với giá là bán rẻ cho quý vị luôn là 5.000, 5.000 nha quý vị. Quý vị thấy không, vàng quá trời, vàng 18 mà đẹp, vàng 7,5 tuổi luôn á. Cái này mai chiều gì rồi. Em nói chuyện với quý vị chút xíu. Quý vị biết không, làm con người á, thì ai cũng có cái miệng không, nhưng mà ai muốn nói gì nói, bởi vì cái lưỡi nó không có xương, nhiều đường nó lắc léo, giống như cái môi mà không có vành, nó méo tứ tung. Mình muốn nói gì nói, nhưng mà mỗi ngày bịa ra một câu chuyện, lên đài nói, khách nhắn tin cho em hôm nay có người nói xỏ xiên em, cái thằng ở trên lầu nó nói xỏ xiên em, mà em cái clip trước khách nói em chưa coi, xong đến cái clip sau khách nói em chẳng biết làm gì để nó xỏ xiên, chẳng qua là bây giờ vòng em bán 80, nó bán 170, Xong rồi khách mua dưới này 80 lên đó 170, khách chửi nó, chẳng lẽ là nó chửi em sao? Đâu có được như vậy quý vị. Ở dưới này em bán ngôi sale, và trên lầu tụi nó là nó bán giá lẻ, thì người nào mua thì ráng chịu, chứ đâu có quyền mua xong rồi lại là chửi em, đúng không quý vị? Rồi chưa kể là ganh ghét, em chẳng bao giờ mua dành bán giật gì hết đó quý vị. Em ở dưới lầu khách đến tìm em thì em mua. Ngày xưa em ở trên lầu em bán, em không có làm lại mấy bà các kiosk gần nhau, khách đang đứng đây ngoắt tới nhiều cái tức chết luôn mà mình không có nói được. Cho nên em đã biết thân phận em gây lộn không có lại với mấy cái miệng bả rồi đó, mình đã đi xuống dưới rồi mà vẫn còn cái nghiệp chướng nó đi theo đó. Cũng mình muốn lên đài mình nổ cái gì mình nổ, ngày nào cũng nổ là bán được nhiều, bán đủ thứ. Em nói thiệt chứ quý vị, ở trên lầu người ta nói nó có bán gì đâu, đứng ế quá mắc cỡ rồi chui qua cái tiệm bên cạnh ngồi núp. Trên lầu người ta xuống người ta nói vậy đó, nhưng mà em không có khe à, ai bán thì bán, nhưng mà đừng có đổ, đừng có tự nhiên lên chửi không khống. Em đã nhiều lần em muốn dĩ hòa vi quý, em muốn là vui vẻ rồi tự nhiên cái lên chửi em, bịa ra câu chuyện là cái dòng nào 4.000 rồi nắm cái tay bà nào đó nói. Em đâu có làm mấy cái tào lao đó, quý vị, làm công chuyện không hết, đâu có làm, tự nhiên bịa lên một câu chuyện này. Hoặc là cái bà khách nào đó bà cũng bịa ra vậy, bà nhiều chuyện rồi bà bịa lên với nhau vậy, nhiều chuyện gặp nhiều chuyện đó quý vị. Còn các wholesale người ta bán đồ, người ta có quyền đồ của người ta muốn bán ở đâu thì người ta bán, chứ không phải người ta không bán cho mình là mình chửi người ta, mình giận mình hờn mình chửi người ta. Em nói cho quý vị nghe nè, một người wholesale lớn người ta có 2 cái đồng hồ, cái lòng của người ta cũng muốn mang qua để bán cho nó, nhưng không có nó ở đó, cái người ta mang gặp một cái bà kia, bà cái năn nỉ hoài chứ người ta bán cho bà, rồi còn cái người ta đi người ta bán ở đâu em có biết đâu. Vậy mà nó cũng tưởng bán cho em, nó chửi xỏ chửi xiên em có mua đâu. Mà nếu em có thích mua thì cũng được, nếu như người ta bán cho em, đúng không? Ví dụ như người ta bán cho em thì em mua, mà em không bao giờ ở không mà đi kêu, đi tranh, đi giành. Người ta kêu em, người ta bán thì em mua, người ta không bán thì thôi đó. Bán ai cũng được, khi mà còn lại bao nhiêu thì em mua. Nếu em cảm thấy vừa với túi tiền em thích thì em mua. Em không cần biết trước đó đã mời ai rồi, mà em cũng không tranh giành quý vị, không có bao giờ tranh giành. Giơ tay lên thề nè quý vị, bán người ta bán ai thì mình mua đó, không bao giờ tranh giành, mà cũng không bao giờ mà ngoắt mà kêu cái gì. Người ta kêu em thì người ta em mua, mà mình mua trật lần này em có biết cái nào là nó của nó đã trả giá rồi đâu. Ví dụ như wholesale người ta bán em mua, chứ phải chỉ nó nhắn tin cho em chị ơi cái đó em trả giá rồi thôi để em mua, thì em sẽ trả thấp hơn để cho nó mua, em sẵn sàng. Còn đằng này á, người ta trả nó ép giá người ta đi chỗ khác người ta bán thì mình thấy bán được mình mua, vậy là nó chửi mình, nó nói xỏ nói xiên nó này kia. Xấu tính đàn ông trai mà cái miệng xấu quá, thật là xấu luôn, lúc nào cũng nổ là mình giàu có. Ở nhà bạc triệu ha, triệu âm phủ, triệu mà ở Mỹ ở nhà có 5 triệu cũng nhà trả góp của nhà băng ha, chứ cũng chẳng phải dám bỏ ra 5 triệu mua cái kịch không? Nổ mà lúc nào ta là ông chủ lớn, nhà bạc triệu, công ty nọ công ty kia, nổ mà Phước Lộc Thọ nó nói trời ơi, sao cái thằng nó thánh nổ ghê luôn vậy. Nhưng mà cũng kệ nó có miệng thì nó cứ nổi, nhưng với điều kiện đừng có đụng chạm đến em không có làm gì hết quý vị. Em thường nói em đâu có nhiều nhà, em có một cái nhà trả 30 năm, mà năm nay năm thứ 6, thứ 7 bắt đầu năm thứ 7, chứ em đâu có nhiều nhà, nhưng tiền em bỏ hết vào trong tiệm, ai bán cái gì em thích là em mua những cái 200-300 ngàn trả tiền cái kịch không có thiếu đồng nào á. Nhưng bởi vì em đầu tư vào nữ trang, nhưng có người thì đầu tư vào nhà cửa, mỗi người có một cái quyền của người ta, nhưng mà mình mua không được lần này thì lần sau mình mua, chứ có gì đâu mà mua không được. Thế là bắt đầu giận hờn, chửi bới, nói xỏ nói xiên, chửi từ người này chửi đến người kia, xong rồi dòm ngó tiệm em thử là wholesale nào tới bán, rồi hôi sale nào tới bán rồi chạy ngược chạy xuôi như con lăn quăng như gà mắc đẻ, hỏi người này ai tới tìm em, hỏi người kia ai tới tìm em, làm em khinh luôn đó quý vị. Tự hào là mình nhiều tiền mà sao làm cái trò mèo ghê, em khinh ghê luôn á, khinh thiệt là khinh luôn á. Mà nổ trời ơi nổ, em nói thì cái nổ là lúc nào cũng là mình có học, mình có ngoan. Sorry quý vị nha, một người đàn ông mà có học á, học hết đại học á, không bao giờ ra chợ để mà chen vô giữa đám đàn bà mà đứng bán nữ trang đó. Người ta mà người ta đàn ông người ta có học, người ta đi làm những cái nghề ra trường 4 năm của người ta, chứ người ta chui vô trong cái tiệm này ngồi bán rồi mua giành bán giật rồi nói xấu người nọ xấu kia. Em nói quý vị để ý đi, cái clip nào lên nó cũng dậy đời, nó cũng chửi xó người này, nó chửi xó người kia, mà không ai chọc ghẹo gì nó trơn á. Chẳng qua là gì, wholesale bán đồ cho em, rồi nó tức, nó kiếm chuyện, nó chửi em, cái nó giả vờ, nó nói, nó diễn ra một cái đống kịch rằng là em nắm tay bà nào hỏi dòng ngọc sao, sao em không có tào lao gì quý vị. Tào lao làm không hết chuyện tào lao. Mắc cười vậy sao? Sao nó không nhớ cái thỏi Hàn Vi của nó ta? Mới bước chân vào Phước Lộc Thọ, sao nó không nhớ cái thỏi đó? Mua đồ toàn mua thiếu, không chiều nào cũng chạy như gà mắc đẻ đi mượn tiền. Người ta giúp mình một miếng khi đói bằng tới 1000 gói khi no. Cái lúc mà mình Hàn Vi khổ sở, người ta giúp mình đến khi mình có tiền cái mình trở mặt coi trời bằng vung, chửi người nọ chửi người kia. Sao không nhớ những cái thỏi mà chơi hụi mà người ta không có cho mình hốt, mình phải đi năn nỉ người này người kia đỡ đầu cho mình hốt. Tại sao mình không nhớ những cái kiểu đó? Rồi cũng sao không nhớ những cái ngày tháng tới bà thành tính mượn đồ xong rồi không trả cho bà phải tới mà chửi lộn. Không nhớ những cái ngày tháng như vậy. Em không có chọc cái miệng em quý vị, chọc cái miệng em đụng em chạm luôn quý vị, em kể hết ngọn nguồn luôn á. Lần sau lên chửi em nữa em kể hết ngọn nguồn, em kể cho quý vị nghe câu chuyện của bà thành tính mượn đồ của bà bán xong rồi chửi lộn với bà. Người ta già 90 tuổi đánh cha bắn mẹ của mình á, mình kêu người ta bằng con già này con già kia không, thằng ông cha gì cái miệng quá chừng luôn. Ngày nào lên cũng có tin vui kể chuyện cho khách nghe, khách nghe xong khách cũng ngán luôn ha quý vị. Nhưng mà em đã nói rồi, em không phải là Đức Chúa Giêsu, em cũng chưa tu được thành chính quả, cho nên người ta tát em cái này em dơ cái mặt, em cho người ta tát tiếp bên này còn sân si lắm quý vị ơi, sân si lắm. Ví dụ như người ta chửi mình cái là mình phải nói lại, bởi vì mình tức, mình không có làm gì cho người ta chửi hết trơn á, không có động chạm đến đó, quý vị không, em không có động chạm đến, nói đến tên nó là em nó lơ đi. Ai khách hỏi nó em nói ok, em sợ nó còn hơn là cái gì, tại vì em không chọc đến cái miệng của nó, nhưng mà nó cứ kiếm chuyện với em, nó kiếm chuyện nó muốn đụng em phải không, em chạm luôn nè. Lần sau em lên kể cho quý vị những ngày tháng đó, mượn đồ của bà thành tính bán xong rồi đến chừng không trả tiền cho bà, cho bà tính tiền lời lên cái chửi bà. Đó, em kể tỉ mỉ cho quý vị nghe. Đó, mà em đã nói rồi, lần này mình mua trật cái món đồ đó, wholesale người ta không bán cho mình, ta bán người khác, thì lần sau hãy mua. Đời không được không mừng, mất không buồn. Đó. Đừng có cái thói mà mua không được cái bắt đầu chửi luôn người mua, kiếm chuyện chửi người mua rồi chửi luôn người wholesale bán cho mình. Sao mình không nhớ cái thỏi Hàn Vi, cái người wholesale đó họ giúp mình một miếng khi đói, 1000 gói khi no. Mình coi lại sự giàu có của mình có sự đóng góp của người wholesale đó không, chứ đừng cái chưa gì mà đã quẹt mỏi như gà. Tiền thì lúc nào nó cũng có đó quý vị, nhưng mà nó có tồn tại hay không. Tiền có thì dễ, nhưng giữ được hay không, cũng giống như tình yêu cũng vậy, có lúc nào cũng dễ, nhưng mà có giữ được hay không mới là điều đáng nói, đúng không quý vị. Ngày nào cũng lên mấy kiếm chuyện chửi người này chửi người kia, cười sợ luôn. Nhiều khi em thấy em thấy em là bị oan nhất, em không chọc ghẹo gì hết trơn, lôi em ra chửi. Chẳng qua là vì em hỏi mấy người không xem, ôi sao cứ chửi em hoài vậy, và khách hàng nói chửi em cho người cái xong mấy người sale nó tại vì người ta bán đồ cho em, thế là em bị chửi. Vậy thì nó giỏi nó mua đi, nó giỏi thì nó cứ mua, em đâu có dành của nó đâu, không em có dành của nó bao giờ đó, em có lên lầu để dành tranh giành không có. Người ta kêu em thì em mua, không kêu thôi Mà tự nhiên cái nó mua trật đồ, hoặc là nó lên nó coi cái nó thấy em có những đồ đẹp đẹp, cái là bắt đầu nó gọi điện cho người ta, nó giận, nó hờn, hôi sale, xong mà nó chửi em. Nên, ý là vì em, nếu mà không có em là người ta bán nó, trời ơi, 100 người bán, 100 người mua. Phải mở cái mắt ra, mở cái lỗ tai ra, đừng có làm vậy, xấu lắm, cái tính đó xấu lắm, bỏ đi. Lên đài tự xưng hùng, xưng bá, xưng là công ty nọ, công ty kia, công ty cái gì, tính làm bá chủ hoàn cầu, kế cái tiệm nó có nguyên cái hầm cầu đó, làm bá chủ hầm cầu luôn đi. Công ty nọ, công ty kia, nổ banh nhà lầu, nổ tư cách là ông chủ lớn, so bì mình với là Bill Gates nọ, Bill Gates kia, nhưng mà thật sự á, thùng rỗng nó kêu to. Cái tư cách cũng rất là rẻ tiền, rất là khinh khi, rất là rách nát. Một người chủ lớn, khi người ta đi mua đồ, người ta đi mua của những công ty lớn, mà mua được thì mua, mua được thôi, chứ không phải mình đấu giá thua người khác là mình nhà người khác chửi, không có cái tính đó. Dạy cho cách làm người nè, mình xuất thân từ con người đi ra, chứ không phải từ sâu bọ để làm người. Cho nên á, đừng có học cái thói mà ganh ăn tức ở trên con đường thành công, mà tồn tại không có bước chân của những cái người ganh ghét. Người ta không chọc nghẹo đến mình, đừng có động đến người ta, người đụng đến người ta chạm lại cái là nhục lắm. Người ta kể hết ngọn nguồn từ cái thỏ hành vi bước chân vào Phước Lộc Thọ bán hàng như thế nào, từ cái thỏ đi mua thiếu đồ người ta như sao. Khi tôi mà kể hả, trời ơi, rành mạch mà ngọn nguồn lắm, bởi vì tôi biết rất là rõ, cho nên đừng có chọc đến cái miệng tôi. Tôi không nghẹo gì hết trơn á. Tự nhiên cái wholesale bán đồ, cái mua không được, cái tôi mua được, cái lên đài cái bịa ra câu chuyện, cái kêu tôi ra chửi. Ngồi chửi tôi cũng biết. Chửi clip này tôi chưa coi, đưa tiếp clip khác coi tiếp, mà chưa coi nữa, bận quá chưa coi. Khách người ta cho coi không à, khách người ta nhắn tin cho coi à, chứ tôi chưa rảnh để coi nữa nè. Khách người ta nhắn tin nè. Nè, khách người ta nhắn tin cho em thôi, để em cũng không muốn đâu, biết cái tên người khách người ta nhắn tin cho em chửi em thế nào, bất cười sợ luôn. Thiệt tình, đàn ông con trai gì mà cái miệng kỳ cục ghê vậy. Em không có mít lòng, hồi xưa chơi cũng thân lắm á, tự nhiên cái chỉ vì mua đồ không được, cái wholesale đem tới em bán, cái em có biết là nó đã coi trước em đâu, cái em mua cái là hôm sau nó lên nó chửi em. Chứ phải xi nhan với em tiếng Hiền Hòa, em đang mua cái đó, chị đừng trả giá nữa. Em ok liền, em không đụng vô liền. Thằng này có biết đâu, cứ thế là mua đem đài bán. Cái đó bắt đầu là nó gọi điện nó chửi mình. Nó không có chửi mình, hôm sau nó lên đài nó chửi mình, nó bịa ra câu chuyện nọ, câu chuyện kia nó chửi mình. Không, trong quá khứ nó đã từng làm đó nha quý vị. Ví dụ như món hàng đó, người ta bán cho mình đồng 10.000, 1.000 đi, người ta bán cho nó một món, hôm sau cái nó lên cái nó bán 300. Mình đang bán 1.000 cái đảm bán 300, nó chơi vậy, xong khách hỏi tới nó đâu có đồ bán, nhưng nó làm như vậy để cho khách người ta hoảng hồn. Nó tính nó chơi cao cấp lắm á. Nhưng mà em nói là làm người ai cũng có cái miệng, không xương nhiều đường, cái lưỡi không xương nhiều đường, nó lắc léo, muốn nói gì nói, nhưng đừng có bao giờ nghĩ rằng người ta ngu, người ta không biết, người ta nghe, người ta hiểu hết đó. Khách hàng người ta thông thái lắm, đừng bao giờ nghĩ người ta ngu, người ta không biết. Mình nổ quá đi. Ngày xưa lúc nào công ty của em này, công ty kia, khách người ta tới, ta gặp cái bà kế bên tiệm đó, ủa công ty sao cái tiệm nó xíu vậy, có 2 cái tủ mà công ty hả chị? Cái bà bên cạnh đã chỉ vô cái hầm cầu, bà đó bà cũng già, chỉ vô cái hầm cầu, bà biểu là không, nguyên cái hầm của nó trọng á, tại vì cái tiệm nó kế cái cầu tiêu, nó chỉ nguyên cái hầm đó thì tính làm bá chủ hầm cầu. Người ta là hoàng cầu, còn mình là hầm cầu. Mệt quá thiệt. Trời ơi, có mấy cái đồ này mình chắc đưa ra chứ tức ói máu. Em nói mà, con Dung mà xéo quá nó quằn. Thứ tư này em lên đài nha quý vị. Con Dung mà xéo quá nó cũng quằn thôi. Không có đôi bông tai đẹp lắm quý vị. Cái này em bỏ hai cái đít mũ. Đẹp chưa quý vị? Kim cương cả chùm luôn. Học em học này đá tô bát kim cương một chùm luôn. Rồi quý vị mua em bán cho quý vị đôi bông tai này 450 nha quý vị, 450 rất là rẻ luôn đó nha. Bán cái giá mềm xuống mình xuân luôn, 450. Hôm nay đổ đồ ra. Nãy giờ cái ngồi nói bà Diễm không có đổ đồ ra để chưng. Nè, cái dây tay đẹp lắm quý vị. Đó. Dây này mười mấy gram. Cái gì quý vị, đá sapphire với kim cương đẹp chưa? Rất là đẹp, người nào đi tay nhỏ. Đó, đẹp chưa? Đẹp dễ xả quý vị. Rồi em sẽ mang đến cho quý vị với giá 1.700 quý vị. Cái dây lắc sapphire này rất đẹp luôn. Sapphire rất là bự, mỗi hộp là 1 carat. Kim cương trên đây cũng phải là 3 k mấy, vàng là cũng phải mười mấy gram đó nha quý vị. Tiền vàng gần cả ngàn rồi đó, 1.700. Rồi cái hộp này thì cũng phải tầm 2 ly. Nguyên cái dây cổ này quý vị. Dây cổ hộp 2 ly, cái này mua ai có cái mặt dây chuyền đeo đẹp lắm đó quý vị. Em bán cho quý vị sợi dây này với giá là đẹp lắm, 3.700 nha quý vị, 3.700. Sợi dây cổ này vàng bịt, biết vàng mấy để em coi. Nếu dây cổ này 3.800, vàng 18 nha quý vị, vàng 18. 3.800. Có một sợi này là 3, không biết cái sợi này có một sợi 3.014 và có một sợi 18 để em coi nữa. Nói chung em để em coi em có mấy sợi. Một sợi là 3.700 thì 3.010 thì vàng 14, có một sợi thì vàng 18 thì 3.800, hơn 100 nữa thôi nha quý vị. Để em coi nữa nha. Chờ em chút, chờ em chút. Nhưng mà em nhớ là em có 2 giây. Một cái dây này là platinum này quý vị, một cái dây này là platinum. Kim cương cũng rất là nhiều platinum, rất là đẹp luôn, nặng dữ lắm quý vị. Nha, platinum rất là đẹp, sợi dây này rất là đẹp. Và giá là 5.500. Platinum 5.500 nha quý vị. Dây này platinum rất là đẹp luôn. Platinum là đeo mãi mãi, đẹp hoài. Nó sợi dây nữa. Rồi. Có đây sợi nữa nha quý vị. Sợi này thì đi từ nhỏ đến to. Ừ. Đi nhỏ đến to, hộp rất là đẹp. Này vàng 14. Từ nhỏ đến to rất là đẹp, vàng 14 này quý vị. Để em đọc nha. Em đọc này, cái sợi này đẹp lắm. Em bán hai sợi, một sợi 5.600 và một sợi 5.800. Mà hộp nước, nước đẹp lắm. Những cái hộp đó là toàn nước EVS1 không nha quý vị. Đẹp lắm, mấy cái dây mà platinum cũng đẹp lắm. Cái sợi đó là giá, để em coi. Cái sợi mà một hộp 4 ly 6, hai hộp 4 ly 2, một hộp 4 ly 1, rồi hai hộp 3 ly 8 đến 3 ly 7, rồi đến 3 ly 4, đến 3 ly 1, và viên nhỏ nhất là 2 ly 7. Đó, nhỏ nhất là 2 ly 7, 10 mấy carat kim cương luôn. Đó. Bốn đi 6, 4 đi 2, 4 đi 8, nói chung là cái này là 5.600. Và một dây nữa thì nước y đẹp hơn, một dây nữa thì những cái hộp nó to hơn chút xíu nên 5.800. Rồi. Nha. Có nó bông 2 trái tim đẹp không quý vị? 2 trái tim. Bông 2 trái tim rất là đẹp luôn. Móc câu 2 trái tim. Đó. Bán 700. Vòng này rẻ đó quý vị, hai bên 2 carat luôn. Đẹp lắm, móc câu 2 trái tim đẹp lắm. Nè, móc câu 2 trái tim. Mỗi bên là 1 carat kim cương. Bán 700. Ngày của mẹ nè quý vị, có thể mua tặng mẹ cái nhẫn này đẹp nè quý vị. Quý vị nhìn thấy cái nhẫn này đẹp không? Cái nhẫn Tensana hình nguyên con công. Tiền vàng là 300 mấy rồi đó. Nhà em bán cái lẻ cái này 420 đồng. Đó, những 420 đồng. Ai mà bán cái nhẫn rẻ vậy đúng không quý vị? 420 đồng cái nhẫn hay lắm. Đẹp dễ dạo 420 đồng. Tanzanite màu tím rất là đẹp. Rồi cái nhẫn này Platinum nha quý vị. Một cái trái tim mà nó dày. Cái này chắc em có nguyên bộ. Bữa nay em bán nguyên bộ. Hộp đẹp luôn. Platinum mà dày lắm. 10 mấy gram luôn. Đẹp chưa? Platinum vàng dày luôn. 2.900. Lỏng từ bên trong. Đẹp lắm. Em còn nhiều dây đẹp lắm. Thứ tư này em lên đài, em sẽ mang cho quý vị lên đài lớn á. Nên cho quý vị xem. Có cái nhẫn này hộp ở giữa là 6 ly, hai bên là cũng tầm khoảng 4 ly 8. Cái nhẫn này á, cái nhẫn này là cái nhẫn antique á quý vị. Antique hộp ở giữa 6 ly 2 lên viên 4 ly 8, nhẫn antique đó. Em sẽ mang đến cho quý vị với giá là 1.500. 1.500. Nhẫn antique thì nó không có cái giác cúc đâu nha quý vị. Cái giác giống như là giác antique. Cái đèn nó chói quá, nó đẹp hơn. Che cái điện thoại bớt chói cái đèn ha. Đẹp ha. Rồi. Xong. Fan rồi bây giờ like cái này. Viên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 20 viên 2 ly và 4 viên kim cương 3 ly rưỡi. Nhẫn nam 4 viên kim cương 3 ly rưỡi là bán 800 rồi đó. Tiền vàng 7 gram mấy. Gần 500 tiền vàng rồi đó. Là cái nhẫn này á. Rồi em bán cho quý vị với giá là 850 đồng. 20 viên 2 ly. 2 ly là bữa nay bán là cũng 50 đồng viên rồi đó quý vị. Bây giờ cái nhẫn này rất là rẻ, tiền vàng là 500 rồi đó mà kim cương 4 viên 4 nè. 4 ly viên 3 ly rưỡi nè. Đó mà bán có 850. Nứt FVS1 đẹp nha quý vị. Rồi đây là 2 cái dây ruby nha quý vị. Có 2 cái viên ruby của Thái Lan. Bán 2 dây 100. Rất là đẹp. 2 dây ruby của Thái rất là đẹp. Bán 2 dây 100. Cái nhẫn 750 kim cương hơn 1 carat nước FVS1 rất là đẹp luôn quý vị. Đó. Đẹp chưa? Không, tại vì quý vị biết làm sao không? Mình nếu mà em cứ để yên vậy này, em không có nhấp nháy thì rất là rõ luôn. Cầm dơ lên dơ xuống, nhiều khách hàng cứ muốn em dơ tới dơ lui. Rồi, đây là một chiếc nhẫn em bán 7,5 triệu, bán rẻ nha quý vị. 7,5 triệu tiền vàng 500 rồi, hộp linh, hộp này là hộp mà kiểu aquamarine đó quý vị, rất là đẹp luôn nè. Màu xanh này không phải lutobat đấy nha quý vị, aquamarine mà quý vị thấy không, kim cương với là hộp vuông ở giữa, rồi cái hộp này gần 5 carat, khoảng 7,5 triệu. Cái này vàng cả $1000 rồi. Lâu quá rồi. Quý vị thấy cái tượng bà màu trắng, bà đứng đẹp không? Mặt rất là dày nha. Đó, bà đứng rất là đẹp, làm bằng hộp amathyst màu tím. Nếu ai thích màu tím thì mua cái này nha quý vị, rất là đẹp luôn. Em còn lại 2 cái, cái này hồi xưa 1500 1600 luôn đó quý vị, mà giờ em cứ coi thì cái nào mà lâu còn lại 1-2 cái em sale rẻ luôn á. Rồi cái này em sẽ mang đến cho quý vị với giá là còn mà bán đại 1001 này quý vị, đẹp lắm. Mà tượng bà rất là dày, hộp amathyst màu tím rất là đẹp luôn, bán 1001. Quý vị, tiền vàng với tiền công của em cả ngàn rồi đó quý vị, nhận hộp nhận đồ nó cả $1000 rồi đó. Giống như cái tượng em tặng không cho quý vị, không có lời luôn á. Nè, có được 2 cái. $1001 bán đại. Ai mua 2 cái em bán luôn $1000. 2 cái, mỗi cái $1000 chứ không phải 2 cái $1000. Mỗi cái $1000, mà nếu mua 1 cái em bán $1001. Còn 2 cái quý vị, đẹp quá trời luôn, 2 cái màu trắng. Chị nào làm trong tiệm nail, 2 bà 2 cái đi, em bán $1000. Em bán $1000 giống như là em tặng, em lỗ tiền công mà em tặng tượng luôn đó quý vị. Mà tượng bạch ngọc rất là đẹp luôn. Rồi đây là một cái nhẫn vàng 18 sao si nước mặn. Em bán rẻ nha, vàng 18 sao si nước mặn luôn. Cái hộp sao si này cũng phải là 14 ly. Bự đẹp. Em sẽ mang đến cho quý vị với giá là 950. Đẹp quá. Rồi. Rồi đây cái bông hồng vàng 18 chạm đai minh khách, 650 quý vị. Cái này các thợ làm bằng tay, làm vàng rất là dày dặn mà đẹp luôn, vào nguyên cả một cái bông hồng 650. Rồi những cái bông hồng này có cái xê xích nhau, có cái 700, có cái 650 rồi tầm đó nha quý vị. Tuy người ta làm bằng tay nên không có phải là nhiều, mà chạm đây minh khách nữa, rất là đẹp. Rồi đây là một chiếc nhẫn màu đen, 2 bên có 2 hộp kim cương. Nhẫn của nam, hộp ở giữa là hộp sapphire màu đen, màu xanh đậm đậm á, với 2 hộp kim cương nữa, rất là đẹp, bán 350. 350 đó quý vị, làm vàng nó hơn nữa đó. Đây cái nhẫn mua tặng cho mình nghèo thì mình tặng nhẫn nghèo, còn hơn người ta tặng nhẫn cỏ không, tặng nhẫn nhỏ cũng được quý vị. Đây là có một cái dòng lục bảo dày dặn đẹp, ni tay 54, 54 mà dày vậy là cắt gần 53 đeo cũng vừa. Rồi bán cho 500 quý vị. Cái này huyết hồng đó, nó ẩn ẩn trong cái vòng đẹp lắm. Vòng này là huyết hồng nó ẩn ẩn vô nè. Quý vị nghe không? Huyết hồng nó ẩn ẩn vô trong cái vòng đẹp lắm. Cái vòng 500. Còn cái nhẫn thì 350. Đây là chiếc nhẫn này ruby vàng 18, một cái hộp là cũng phải gần 4 carat. Hai bên có 2 viên kim cương hình trái tim, mỗi viên tầm là 4,5 ly. Rất là đẹp luôn. Nhẫn 18. Rồi em sẽ mang đến cho quý vị với giá là 800. 2 viên 4,5 ly đó là nhiêu rồi. Tiền vàng nữa 18 để em bán rẻ luôn á, 800 vỏ của Hồng Kông đó quý vị. Rồi. Cứ nói là tháo cái con rắn ra là thế nào cũng gặp thị phi. Tháo cái con rắn ra là gặp thị phi á quý vị. Gặp toàn đồ quỷ không ghẹo không chọc gì đâu mà ăn rồi cứ nhắm vào người ta hoài. Ôm nguyên cái tiệm lớn đó, làm đó, nhiều áp lực lắm đó quý vị biết không? Mình có tiệm lớn là nhiều áp lực lắm, phải mướn nhân viên nhiều, rồi phải canh, rồi đủ thứ, đeo đồ rất là sợ luôn á. Ngồi ở dưới lầu sợ hơn trên lầu nhiều, rất là áp lực luôn á. Không có giờ mà để nhìn ai, coi clip của ai đó. Gặp đồ quỷ ganh tị. Muốn mua cái gì thì cứ đi kiếm wholesale gọi người ta mà người ta bán cho mình. Còn ví dụ như người ta mang người ta bán cho người ta thì người ta mua thôi, có gì đâu ganh, mua không được cái ganh nè. Mới hỏi này lòng mình sao mà người ta không bán cho mình. Ai tới tiệm em cũng dòm, cũng ngó, cũng theo dõi. Đẹp không quý vị? Hộp emerald 2 carat làm thành giống như một cái bông sen vậy nè. Size 750. Vàng 14. Cái hộp ở giữa emerald 1K25. Bán rẻ cho quý vị chiếc nhẫn này luôn á. Chiếc nhẫn này em bán rẻ cho quý vị nào mua đó. 1.500. 1.500 là bán lỗ đó, quý vị nha. Nó tạo thành giống như một cái hoa thược dược đó quý vị. Rồi. Quý vị, em có cái mặt ruby, có giấy giám định là natural ruby nữa nè. Đó, cái mặt chùm nho đẹp không quý vị? Dày à. Được rồi. Đó. Được dễ xài chưa? Làm vàng á, gần cả 1.000 đồng bạc. Bây giờ vàng 18 mà vàng 7,5 tuổi rất là mắc luôn. Cái chùm nho thiệt cái vậy em bán rẻ cho quý vị nào mua nè. Cái này là em nói thiệt với quý vị là em cấp xưa em bán 3.000 đồng luôn á quý vị, không phải ít đâu. Mà bây giờ em sale xuống cho quý vị nào mua nè. Còn cái chùm nho nè, mặt hộp rất là bự luôn. Rồi bán rẻ, bán xong là không bao giờ có luôn đó. Một cái chùm nho bằng ruby, một cái ruby mấy chục carat kim cương, 1.600 cái chùm nho này. Chiếc nhẫn thì 1.500. Đẹp dễ sợ luôn quý vị nhìn ở ngoài mê luôn á. Trời ơi, nhìn ở ngoài là mê luôn á, từng trái nổi lên làm dày mà từng trái nho luôn. Từng cái lá nho luôn. Rồi. cái tượng này nè. Rồi tính đưa ông thợ ông bọc lại vàng cho nó nhiều lên cho nó đẹp. Thôi bây giờ ai mua có cả kim cương, ai mua vàng bọc rồi luôn, em bán đại luôn. Kim cương 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 viên 2 ly rưỡi rồi. Rồi ai mua em bán rẻ luôn. Cái này 700. Cái tượng này 700. Biết có ai tắt máy lạnh không? Không không, không nổi luôn. Em có nóng không? Không. Uống nước không? Uống nước, uống nước không? Mấy cái này em sale hết này quý vị. Tượng bà màu trắng này, cái này hồi xưa là 700-800 đô á quý vị. Nhà em sale luôn cho quý vị nào mua em sale này. Quý vị thấy trắng lý đẹp dễ sợ. Nội cái móc không mà bây giờ là làm cái móc cong với thợ với vàng, vàng lên lại thấy không? Là đã bao nhiêu rồi? 300 chưa? Mua cái tượng này bà Quan Âm ai mua em bán rẻ luôn cho cái người nào mua cái tượng này. Bà đẹp thiệt đẹp luôn, ngọc mà tao nói ngọc xanh lý đẹp, bà cầm nguyên một cái sen luôn. Ai mua em bán rẻ luôn cho người mua. 400. Cái tượng này đẹp lắm, ở ngoài nè quý vị nhìn lý nè. Đó, lý đốm nè, thấy không? Để em lên em nói em ngày mai em sửa cái đèn. Lý đốm nè, không? Đẹp lắm, tượng mà đẹp lắm. Rồi 400 cái tượng mà. Con cốc hèm từ, con cốc ba chân này. Đẹp dễ sợ không? Ngọc mà ta nói thấy cả cái chân của con cốc luôn. Đẹp dễ sợ luôn. Con cốc này nó đứng một mình, con cốc ba chân. Rồi huyết ngọc luôn, ai mua em cũng bán rẻ luôn. Rồi ai mua em bán rẻ luôn nha quý vị. Con cốc này luôn đẹp luôn. Lần trước đó, em có con cốc, con cốc mẹ còn con cốc con. Xong rồi bà kia bà mua cái em biểu nhà như cái này mẹ quá con côi, cái bà nghe vậy bà không mua luôn. Nhiều khi mình cũng hay thật tà, nghĩ sao nói vậy. Còn cốc này cốc kim quyên, cốc tiền. Rồi em bán 300. Quý vị nhớ nè, em làm vàng hết 300 rồi đó, giống như em tặng không con cốc luôn đó nha quý vị. Rồi quý vị, cái tượng này, cái tượng ruby đẹp không quý vị? Ở giữa là có một viên kim cương. Vàng là vàng 18. Em kêu thợ làm 18, nhưng mà cái ông đó ông làm cho em cái này 18 hơi yếu, không có đủ 7 tuổi rưỡi. Không, ông Phật trên bán đó, em nói thiệt, em không có nói xạo. Mà ở giữa này có viên kim cương. Nội cái tượng này không, bây giờ em bán cũng 500 rồi, đừng nói chi vàng 14 với 18, nhớ không? Mà có cả viên kim cương nữa. Rồi ruby vàng yếu chút xíu à. Nếu mà không đủ vàng 17 tuổi rưỡi mà nói 7 tuổi rưỡi mà bán ông Phật mà nói vậy, Phật nào chứng đúng không quý vị? Nên là mình nói vàng yếu không đủ 18. Nói sao nói vậy mà kim cương thì sạch đẹp, ruby đẹp luôn. Thì thôi vậy em bán rẻ cho quý vị cái tượng này. Năm trăm rưỡi. Rồi 550 là chỉ giống như là tiền công tiền vàng nữa, tặng không cái tượng với viên kim cương ha. Thợ làm ra em thử lại vàng không hả quý vị? Trước khi đưa lên đài là em thử vàng không hả? Em có mua cái máy bắn vàng quý vị, rồi bán rẻ quý vị. Cái tượng tím ngọc thủy này 400, thôi bán 300 luôn đi cho nó nhanh hết, còn có tượng nó bán 300. Miếng ngọc đẹp chưa, có một viên ruby đỏ hình trái tim. $500 nha quý vị. Miếng ngọc này đẹp lắm, 500. Có những người khách thì biểu em, ôi nó nói gì chạy tổ, nó đừng có để ý em ơi. À, nhưng mà có người thì biểu em không chửi lại để nó nói xấu hoài. Mà em đâu có chửi đâu quý vị, em nói thôi. Em nói là em không có động chạm gì hết, đừng có động chạm đến em. Nếu muốn ganh ghét thì làm ơn gọi cho các wholesale nói người ta đừng bán đồ cho em, chứ còn người ta bán cho em thì em mua, đừng có ganh ghét vô duyên. Mua mình lúc nào cũng công ty lớn thì sao không đi đến những công ty lớn mà mua, không mướn nhân viên về sản xuất ra đi, đi mua giành bán giật chi. Mà em đâu có giành giật gì đâu, ai bán thì em mua. Cái mặt trái tim này rất là đẹp quý vị, hai hàng trái tim luôn, cái này bán rẻ luôn 500 nè. Miếng ngọc này đẹp lắm, là sale rồi đó. Thằng con trai gì mà cái miệng kỳ phục. Cái tượng bà Quan Âm rất là dày, rất là đẹp. Và cái tượng này em sẽ mang đến cho quý vị với giá là, cái tượng này đẹp lắm quý vị nào, nhìn đẹp chưa, giống như một cái tòa sen dày, đẹp thì là đẹp luôn. 1.200. Đẹp lắm, cái tượng này đẹp lắm, 1.200. Cái tượng này là của những cái vòng mà mắc tiền lắm á nha quý vị, đẹp lắm luôn á, em nói đẹp tuyệt vời luôn. Cái này là màu xanh ngọc bích. 800. Em 800. 800 vàng 500 rồi. Còn cái tượng cái tiền công mài nữa nó bán có 300 là 800 nha. Khi bán 800 là khi trừ hết đem về nhà, đem về tận tiệm là chỉ có 700 thôi. Trừ nè, cà thẻ nè, tiền làm label nè, tiền tiệm nè, tiền nhân viên là chỉ còn có 700, là lời cũng chỉ có 50 thôi. Đó. Những cái đồ mà làm bằng tay quý vị biết không? Rất là mất công mà rất là mai mốt á quý vị, em để tượng về quý vị mua đi, em không có bọc vàng. Khi nào mua bọc. Tượng này, tượng bà Quan Âm đẹp không? 650 quý vị. Tượng bà xanh này đẹp, 650. Tính như tính cái tượng có 150, vàng công hết 500. Cái gì đây là những cái lắc này quý vị, những cái lắc tay rất là đẹp luôn. Những cái lắc này bây giờ em đang bán sale rẻ quý vị, em sale rẻ cho quý vị là em còn 3 dây lắc này nữa nè, em sale rẻ ra cho quý vị là 72 đồng 1 gram. Một cái lắc màu hồng, một cái màu vàng, cái màu trắng, 72 đồng gam, rất là đẹp nha quý vị. Đó, vàng 18, 7,5 tuổi. Tượng bà ngồi rất là đẹp luôn. 450. Bán như làm vàng công nhiều lắm, bán hết mấy trăm đồng tiền vàng, bán 450 như cái tượng tính có mấy chục à. Bà Quan Âm ngồi cũng đẹp lắm. Làm nhang nhiều. Cái này 420. Đó, mua cái tượng bà ngọc thiệt không nha quý vị. Một trái tim, để lại một trái tim cho mình đeo. Để lại một trái tim. Hết bài nữa này rồi. Trái tim hình con cơ. Đẹp chứ sao. Quý vị, quý vị nhìn không? Ông này là ông thần La Hán gì đó quý vị. Ông thần gì đó mà ông Phật đó, mà thần gì. Nếu quý vị nào biết thì quý vị nó ấy nha. Em bán rẻ luôn nha. Em không bán lấy cái tượng nha. Mà em chỉ lấy cái tiền thôi. Cái tiền làm vàng thôi. Ha, mà như cái tượng này em tặng cho người nào có duyên nha. Em lấy 500. 500 là em chỉ lấy tiền vàng thôi nha quý vị. Nè quý vị nhìn thấy vàng nha. Rồi còn cái tượng là em tặng nha. Cái tượng huyết như vậy nha. Đó em tặng luôn 500. Đó. Người nào có duyên mua đi quý vị. Còn lâu lắm, còn 30 phút rồi để em bán mấy cái đồ. Em bán mấy cái dây chuỗi gì như đấy. Đây đó, dây chuỗi ha. Bán rẻ luôn, 4 giây mới làm được 3 giây. Đó, lâu lâu nó mới kết giây vậy, nó bán 150. 150, em đánh cho chị 150. Rồi. Hai dây. Dây màu hồng đẹp không quý vị? Cái ngọc trai màu hồng, cái dây này đẹp tuyệt vời luôn. Cái ngọc trai màu hồng với màu trắng hiếm lắm luôn á. Mà có 2 chữ CC rất là đẹp luôn. Nè quý vị. Sợi dây này đẹp thiệt đẹp luôn, em sẽ mang đến cho quý vị 150 mặt. Em nói cho quý vị nghe, ngọc trai màu trắng và màu hồng rất đẹp, đẹp tuyệt vời. 150. Cái này là dây đôi, ở đằng sau cái móc còn có cái nơ, còn có cái hộp ngọc trai nữa. Nè, dây này đẹp, màu hồng đẹp tuyệt vời. 150. Nè. Cái dây chuỗi đẹp chưa? Màu đậm, màu xanh, màu gì, 3 màu luôn. 150 luôn. quý vị, 150 nó móc ở phía sau 3. Những cái dây cổ này đẹp lắm mà, dây ngọc trai thiệt nha quý vị, ngọc trai thiệt. Nếu giả là em chịu tội luôn á nha quý vị, em nói vậy đó. Ngọc trai thiệt luôn á nha quý vị. Đến đi đến lại là ngọc trai thiệt. Không bán đồ giả nha quý vị. Quý vị, nếu mà mình muốn làm một dây ngọc trai mà 3 hàng như vậy là mình phải làm 5 hàng đó, nó mới được như vậy đó quý vị. 150 đồng một dây. Đó, bằng ngọc trai thiệt. Một cái móc như vậy là 3 dây. Cái này mà mặc các bộ áo dài mà hở cổ mà đeo một sợi dây ngọc trai 3 dây gì. Nó sang gì đâu á, em nói thiệt chứ quý vị. Đẹp lắm luôn, 150. Đây là một sợi ngọc màu tím. Em bán tiền xỏ là đã 20 đồng một dây rồi đó quý vị. Đó, 2 dây này nè, màu tím đẹp dễ sợ chưa? Bán cho quý vị 2 dây này nè. Đó. 90 đồng. 2 dây là thành 3 dây đó nghe quý vị, 90 đồng. Màu nâu đỏ, màu nâu đất, màu nâu đỏ rất là đẹp luôn. Đẹp dễ sợ không? Đó, lấy cái này 90 đồng sữa rồi mới cưng. Trời ơi, 90 đồng. Em nói thiệt á, là còn mấy giây em lựa ra em bán luôn. Rồi. Thì dây ngọc nè. Còn một bộ bán luôn. Ngọc thiệt nha quý vị. Rồi. Một sợi dây cổ, một sợi dây tay. Thiệt 2 cái 150. Còn một bộ nè. Rồi. Nè, cái dây màu đen đẹp như sao không? Nè, có mấy chữ CC nè. Nè, có mấy chữ CC đẹp không? Sợi dây này bán rẻ luôn. Một còn một sợi bán rẻ luôn. 80 luôn. 80 rồi. Sợi dây này dài lắm nha quý vị. Dài lắm, có cái chữ sợi neo nè, mặt nó đầm hết sảy luôn. Dài, thiệt là dài. Đẹp chưa? Dài lắm, bằng 5 giây á. Rồi em bán cho 200. Dục. Em bán cho 200 nha quý vị. Rồi, mất 200. Trời ơi. Cái lắc sapphire đẹp lắm. 7.500 mấy chục viên sapphire. Có những cái đồ mà em phải lên giá, lòng không muốn mà cũng đành lên giá là quý vị biết. Kim cương lên giá quá chừng luôn. Em có một cái viên GAA nước G 1K72 nằm trên một cái vỏ Hồng Kông đẹp tuyệt vời. Em bán 15.500 VS2 rất là đẹp. Nước G 1K72. Nè, sợi dây ngọc trai này rất là đẹp. Rồi em sẽ bán 100 nha quý vị. 100. Sợi dây này màu hồng cũng rất đẹp luôn, bán cũng 100. Còn mấy cái sợi màu trắng, màu này rồi bán đại luôn cho quý vị, mỗi dây như vậy bán đại luôn đó, 50 đồng dây nha quý vị. Mấy cái sợi dây này nè bán rẻ luôn, cái sợi dây này bán 100. Thôi bán 50 dây nè, hộp nhỏ hộp to rồi bán 50, không có ai bán rẻ bằng như em đâu quý vị, tại vì em mua số lượng nhiều lắm luôn cho nên em mua giá thành rẻ, bán rẻ luôn. Còn mấy sợi dây tay này nè, quý vị nhìn thấy đẹp không? Đẹp mà ngọc trai thiệt, đẹp dễ sợ luôn, mà làm đẹp lắm, ngồi thắt mấy cái này công phu lắm á, bán 50 đồng dây. Nếu mua 2 dây thì bán 90, bán mấy cái này là có mấy đồng rồi quý vị. Đẹp không? Đó, đẹp chưa? Rồi, em sẽ có mỗi thứ em like chút xíu cho quý vị. Cái mặt hàng nào quý vị cũng có hết cho quý vị vui. Coi mà kim cương không thì nhiều người ta không có thích coi, mà coi cẩm thạch không thì người ta cũng không thích luôn. Thôi thì nửa kim cương, nửa cẩm thạch, nửa đá quý, nửa đá màu đi. Rồi. Cái dòng nó đẹp dã man luôn. Nè. Ni tay 49. Dòng này đẹp. Ni tay 49 ha. Cái vòng đẹp dễ sợ chưa? Rồi. Cái dòng này đẹp lắm á, ni tay 49. 800. Mã số 4966, mã số 92863. Rồi 800. Cẩm thạch mua 1 bán 10 thiệt á, là quý vị biết sao không? 80 mà bán 170 với 200 với 190 thì cái đó là mua 1 bán 10 đó, lời đó. Nè, cái này bán 80 nè. Thấy không? Không có một tờ giấy lộn gì hết trơn á, còn cái này của người ta là mỗi cái dòng là một cái thác. Và mỗi cái thác là một tờ giấy certificate. Ha quý vị. Mỗi cái thác đi cùng là một tờ giấy certificate. Còn những cái mà không có tờ giấy lộn nào hết, cái giống vậy nè thì bán chỉ có 80 thôi. Vì nó trip màu. Ha. Có cái cô kia có mua cái dòng ở đâu có cầm tới. Giờ này trên mạng á, nhiều người lên bán cái dòng xanh xanh đốm đốm tím tím. Nó rõ chút nữa, xanh xanh đốm đốm tím tím vậy nè. Đó, xanh xanh đốm đốm tím tím vậy nè. Đó, lên bán 190, kết vô cái bảng, bữa nào em lấy cái bảng em kết vô. Cái này trong khi Hiền Hòa em bán có 80 rồi nha quý vị, cho nên lầm chết. Phải có giấy như thế này. Và trong tờ giấy cái này phải có nguyên một tờ giấy certificate nữa. Nha quý vị, thì mới có giá. Một 4 0 3 1. Là cái này lý rơi nè, đẹp không? Cái này lý nó rơi từ trong cái vòng ra. Nào. 41031. Rồi. 41031. Cũng đẹp lắm. 400. Thôi lấy 350 luôn đi. Rồi 350. Bởi vì thêm vô 100, 200 nữa mà mua mấy cái vòng có giấy giám định rồi có lý tươi như thế này đeo ngon hơn á. Một 117.503 xanh đẹp dễ sợ không? Rồi cái vòng đẹp lắm á. 500. 500 xanh đẹp. Cái này 52 57 48 669. 48 669. Xanh đẹp quá trời. Mặt trời mặt trăng hai bên luôn. 5 cái này à. Bán 450 đi. Rồi 42105. 42105. 5143. Rồi 450 luôn. 5239. 165968. Cái này xanh lý đẹp lắm nha. 900. 116144. 116144 lý đốm nè. Đó. Đi tay 55, dòng đẹp lắm. đẹp dễ sợ, đẹp mà lý tươi đẹp. 500. Đi tay 54, cái này sao tìm tờ giấy chưa ra. 157966. không có tờ giấy bán rẻ luôn. Nếu mà tìm ra tờ giấy sẽ bán 800 mà không có tờ giấy bán rẻ luôn. 500 luôn. Rồi. Này lý trong mà đẹp, đẹp mê man luôn. Đi tay 54 52. 76108. 400 đẹp quá trời. 400. Lý mà tươi, tươi thiệt là tươi luôn quý vị. Em không có để đèn dọi, em không có để mà quay eric lên mà quay cho đẹp lắm quý vị. Em cầm như thế nào là em để lên như thế đó luôn. Mà nó bị cái gì là em nói cái đó rồi quý vị thấy không? Em không có eric, nếu mà eric là khách hàng chửi. Khách hàng là đã không có nói là trời ơi Hiền Hòa ơi, sao mà mù quá, ngày nào khách hàng cũng nói đã cố gắng bằng hết sức luôn á quý vị. Đó, thấy không? Mà để em bán như 400 rẻ không? Nhiều khách cũng nói em là chị chê em hai điều nha quý vị. Hiền Hòa thứ nhất là cái màn hình của em sao nó mờ quá. em nó, nhưng mà em nói cái nào nó mờ em vẫn để cho đến khi nào nó rõ thôi mà. Không, rồi cái thứ hai chị chê nữa, sao Hiền Hòa ơi tay em sao mà xấu quá, em không chịu làm móng làm đồ cho đẹp. Chứ bây giờ là em nói quý vị nha nè, em xài tiền em phóng khoáng lắm quý vị, em phóng khoáng lắm, em cho nhiều hơn nhận, em giúp từ thiện. Em nói cho quý vị nghe nè, ở đây người ta đến tìm em, người ta mua cẩm thạch với những cái vàng vụn mà bỏ vào miệng người chết. Nhiều khi vàng thì em có em cho luôn, mấy cái bỏ vào miệng người chết, cẩm thạch em có em cho luôn, không bao giờ lấy tiền. Đó là quý vị biết tính em là rất là phóng khoáng. Nhiều khi một miếng ngọc bự cũng bán cũng cả trăm mà cũng cho người ta bỏ vô miệng luôn. Miếng ngọc á 250 cũng ít nhất nhưng em vẫn cho để cho người ta bỏ vô miệng, không bao giờ lấy tiền quý vị. Có nhiều người mà nói chết không có quan tài chôn, Hiền Hòa có không, chung với là chung liền, không bao giờ hỏi vì sao. Mấy cái đại cái là em rất là phóng khoáng, em không có bần tiện đến hà tiện là không có đâu quý vị. Nhưng mà xong rồi hỏi sao vậy, tao sao không đi làm móng này kia. Em nói thiệt quý vị, em không có giờ, em không có giờ. Em ra đây là lúc 10 giờ sáng mà em về là trời tối hết, mà em vẫn em làm. Cái mùa này em chưa tìm ra thợ, em vừa làm bán mà vừa làm thợ quý vị. Em vừa làm bán em vừa làm thợ nữa. Tay em là em phải mài cẩm thạch rồi mài làm vàng rồi đủ thứ hết, cho nên nó không thể mà đeo móng giả vô được đâu quý vị. Chê thì em đành chịu, mà thôi em cũng nói trước là em có bàn tay là xấu nhất, cho nên quý vị khỏi chê. Ví dụ như quý vị chê em cũng không buồn nữa, thì đúng thiệt, xấu thiệt, đeo kim cương uổng kim cương vậy. Bạn em nó nói hoài, mình có bàn tay đẹp với sao mình không có kim cương đeo, còn Hiền Hòa bàn tay xấu trên từng cái số mà kim cương đầy. Không, bạn em cũng nói vậy. Em thường hay nói là kiếp sau đi thì sướng, kiếp này tu đi, dân hoa cho Chúa cho Phật nhiều đi là cái đẹp thôi. Có cái vòng này rất là cá tính và rất là đẹp luôn, đi tay 50 mà 51 trột nhỏ nữa. Cái vòng này rất là lạ và rất là cá tính luôn. Đẹp cái sàn đi tay 51 và trột nhỏ nữa. Bán 800 rồi. Cái dòng này 51, 66 trong veo đẹp luôn. Bán 600. 17201021 bán 700. Mỗi cái dòng là một tờ giấy certificate nha quý vị, mỗi cái dòng là một tờ giấy certificate. Rất là đẹp luôn. 600. Một 73041, 173041. Cái vòng này cũng đẹp luôn, chột dày luôn. Bán 500. Ni tay 51 chột mỏng. 5520. 41061 bán 400. Rồi. 172480 600. Cái này cũng đẹp nè. 101966 600. 1 tươi đẹp ha. Cái này khi quý vị thích cái nào rồi quý vị nói em, mà em còn quay trên điện thoại cho quý vị xem nữa nè. Quay qua trên điện thoại cho quý vị xem nè. Cái này 51 luôn, 44547. 600. Hello. Chưa. Để đâu vậy? Ok. Ok. Ừ. Ni tay 55 160964. Ni tay 55 160964 rất là đẹp luôn. Rồi. Trong đẹp luôn. 600. chín hai tám năm tám. Cái này cũng đẹp, 92858 bán rẻ luôn. Ni tay 55. Rồi cái này cá tính lạ đẹp luôn nha quý vị. 500. 1610998. 51 luôn. 500. 165967. Ni tay 51 luôn. này đẹp lắm á, chiếc này đẹp lắm, 900 nha quý vị, chiếc này đẹp 900. Chiếc này cũng đẹp nè. Lô này đẹp quá trời. 127664. 127664. Rất là đẹp, 127664. Cái này 600. Ni tay 53. 50339. 50339 đẹp chưa? 600. Ni tay 55 chọc nhỏ. 54 4867. 4867. Lô dòng này là của em lâu lắm rồi, rất là đẹp luôn, và sẽ mang đến cho quý vị với giá là 550 đồng. Rồi hả quý vị, 550 đồng. Rồi cái lô này đẹp nè quý vị, những chiếc này đẹp ghê, cá tính đẹp dễ sợ. Em thích những cái chiếc vòng mà nó cá tính vậy này quý vị. Không. Màu xanh đẹp. Yeah. Có mấy cái dòng mà nó hạt với mấy miếng ngọc này, này đẹp lắm quý vị nha. Rồi. Rồi, kết thúc chương trình. Đài truyền hình đến đây là hết. Con công này đẹp quá, giấy giám định GAA nha quý vị. Rồi em sẽ hẹn lại quý vị ngày thứ tư vào lúc 6 giờ đến 8 giờ trên đài truyền hình 56.7. Mà tuần này là Băng Tâm có lẽ là đi vacation chưa về nữa. Em không biết đến giờ này là Băng Tâm vẫn chưa về. Rồi nếu cùng lắm thì sẽ đứng một mình, nếu mà cũng như nó bận. Hồi nãy giờ có chút tâm sự cho quý vị nha. Thầm mong quý vị nếu mà coi mà bực mình quá thì thôi tha thứ đi, bỏ qua đi, nhưng mà không có nói nó ức quá, tại vì chưa có tu được, còn sân si quá. Chừng này em tu được cái em nói cho quý vị nha quý vị.